Đây là cây cù nèo hay là cây dấu hỏi trong diện trần, thì nó có chiều dài là 27 cm và độ rộng là 17 cm. Thì cái cây cù nèo là có tác dụng là gì? Để mình có thể tự ấn huyệt ở hai bên cột sống, vùng sống lưng trên của mình, và có thể mình ấn để chữa cái vùng co cứng của vai gáy của mình. Đấy, cây cù nèo này các bạn này, các bạn đặt nó vào như này xong các bạn kéo nó xuống. Đấy. Thì những người mà hay bị vùng cái lưng trên hoặc những người bị tim mạch ấy, thì cái vùng này nó rất là mỏi và đau, thì mình cứ kéo như này thì tự động nó rất là mạnh, nó ấn lên cái vùng vai của mình rất là đã. Mình sẽ kéo và chạy dọc theo hai bên cột sống như này, giống như một cái ngón tay rất là rắn chắc và đang ấn về cho mình. Đấy, hai bên cột sống này, sau đó này mình sẽ kéo, mình ấn lên các cái vùng vai này. Đấy. Thì có rất là nhiều người bị huyết áp cao hoặc huyết áp lệch hai tay hoặc tê tay là do cái vùng vai gáy này nó không thông. Đấy, thì mình kéo xuống như này là mình ấn qua hết các huyệt, cứ đau nhức mỏi chỗ nào, tê chỗ nào thì mình sẽ dùng cái này mình ấn đều. Thì tác dụng lớn nhất của cái thằng cù nèo này là gì? Là nó làm giảm đau, làm khí huyết lưu thông, chữa những bệnh liên quan đến vùng lưng trên và vùng cổ vai gáy này. Đó. Ấn một lúc thì cái vùng vai của mình, vùng cơ này nó sẽ mềm ra, nó rất là đã. Giống như một ngón tay đang ấn, ấn xong mình kéo xuống. Đồng thời mình có thể đặt ngang ngang lưng như này, rồi mình ấn vào các huyệt dọc hai bên cột sống. Ấn các huyệt dọc hai bên cột sống như này, mình kéo về phía trước. Hoàn toàn mình có thể tự làm cho mình và mình điều chỉnh cái lực làm sao cho vừa phải mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Đó, chúc các bạn thành công.